và các bản tin xem cách 24 giờ. Series 110 độ đầy táo bạo, rất nhiều đồ chơi hàng nặng. Series 110 dưới đây được độ lại rất hầm hố và gần như được thay đổi tổng thể từ heo dầu, đồng hồ và một số món đồ chơi làm cho xe thêm phần cứng cáp hiện đại hơn. Series 110 độ đầy táo bạo, rất nhiều đồ chơi hàng nặng. Tại Việt Nam, phong cách đồ kiển từ lâu đã được áp dụng cho những dòng xe số phổ thông. Rất nhiều món đồ chơi được nhà sản xuất tung ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu cho người chơi xe ngày càng khó tính của các biker Việt Nam. Chó đèn phong cách của Thái, mặt nạ ba lỗ. Xếp độ đồng hồ Casio 2010 đầy đủ những chức năng như đo, báo lỗi của rất nhiều biker cần đến. Mẫu xe này còn trang bị cái cụm công tắc Dyno, cụm tăng tốc Uma, bao tay Spider, hay dầu của Rainbow 2 bit đối xứng, đĩa gà phơ v.v. Oppo Spark và phục sao Colin, một thương hiệu của châu Âu cực kỳ nổi tiếng trong giới chia xe thế giới. Xe được độ len keng ở thắng đĩa sau với cái heo của Rainbow 2 bit đối xứng xe ngục. Và góc nhìn kỹ hơn về chú heo này bằng cái niềm nhôm của Excel. X-Center 5, độ ý tưởng của một chiếc xe chạy sân 201mm đường thẳng. Có rất nhiều đồ chơi đi kèm. Phụ tùng đi theo cái bản độ của X-Center 5 ở dưới đây có một biker từ Hà Nội. Và theo chia sẻ của chủ nhân này thì chiến mã đã độ lại phục máy đầy quy lực. Nó mạnh ra sao thì xuống dưới đây chúng ta sẽ phân tích tiếp. Như được Mỹ ở trên với các bạn thì X-Center 5 này đã được độ lại với công suất máy là mạnh mẽ, với là 65mm Uma Racing. Nghe qua có vẻ là thấy kinh khủng, nhưng không chỉ được độ lại phần máy mà cái dàn ngoài của mẫu xe này cũng được dọn lại đầy hấp dẫn. Với gương cầu cho độ sáng lực cực hiện đại thì còn có cái tay thắng CRR, cụm tăng tốc Uma, bao tay Spider. X-Center độ lại cái phần chân trước và đĩa gaffer 220mm, heo dầu của Rainbow 2 bit đối xứng, logo lớn và phát xinh xì. Lốc máy được sơn xanh đẹp lạ, cổ bộ Titan, Oppo, AFM Titan và cái niềm của Racing Boy. Đùm sao được phay lại rất nhiều họa tiết tinh xảo. Cấp nhôm DKT của Thái, mang cá xinh xì, phục Colin bình dầu rèn vân. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, hẹn gặp kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.